bà sư đây lâu chưa bật tóc nhóm năng nai nôm này ngọc này ao chơi phi rubik ai edit tuần này đi chầu cứ thế ta cứ nhóm khen chung bốn này chào và đã bị lì chân chậm chân là pe đà nhóm và trình chắc nhóm click cứ vì chặt lì lì ở bàn tay nó pe đà nhóm refresh pe nhóm refresh cứ vì một phần bàn tay chân này nó nhưng trong edit ta nó pe đại dương refresh cứ dương chặt tay cho vậy à thay đại dương mang bị trôi biển chân dương trôi từ mực nồng cô đôi dương có nhận đặt mình muối add data chương nhâm bậc cả function mới cứ function edit nữa chương function này cứ chia function edit mới đài tầm rạp hào vừa cứ tra mà request lên server chúng ta ta url chương url nhưng ai đã tha tập cắt pha mới nó còn này đã edit đúng edit php ok edit này cho nó còn đây nhưng ai bật cắt tha data viết tầm đó cứ nhưng mà thà lại ní ai bị chậm đặt parameter id mùi máu thì đặt ta tích mùi máu call lầm nền chân chứ mua lầm chân lại ní nhằm ai đặt ta id data id id data id type call column name data column name type finish success function data alert data alert lại nên nhầm lịch data cái này làm sao mà ok được không chúng chạm bàn phần này hái anh ấy chỉ dùng chạm bàn nó phải để dùng click từ lờ bọc nó cứ dùng chạm bàn tịch nè hái ai đi bảo vệ id hay nâng new column chẳng nó lại như nhầm bậc thà bậc sân thì click đó là
on below okay id was on below color i ឬក៏ខ្ញុំថាមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចប្រើវាជា class on below color នេះ on below color វិញនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដាក់ថាmail chapter ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមកដាក់ dot function ចឹង function ខ្ញុំទៅ set ឲ្យវា dollar id ឲ្យចាប់ this dot data id id 1 id 1 white យើងចូលមក fit ចាប់ data id 1មានន័យថាចាប់ចូល id របស់វាអូខេហើយមួយទៀតគឺដុល្លារដុល្លារតិចហ្នឹងគឺអូវិញវ៉ាវ៉ាតិចស្មើដុល្លារពីដតតិចចឹងយើងចាប់តិចវាយកមកចាំចាប់តិចហើយខ្ញុំចាប់ដើម call function edit ដែលជាខ្ញុំដាក់ថា id first name ដាក់ថា first name អូខេ ចឹងកន្លែងនេះយើង ID នេះគឺយើងដាក់ ID នេះតិចគឺតិចនេះហើយ first name ជាថាជាពាក្យដែលយើងដាក់ដែលយើងដាក់ទៅឲ្យវា first name យើងទៅមើល table របស់យើង first name អូខេចឹងដាក់ឲ្យត្រូវគ្នា first name អូខេបើសិនជា last name ដាក់ឲ្យវាត្រូវ last name ជួយខ្ញុំអាចចូលទៅ edit php okay group /con ហើយខ្ញុំអាចចាប់ទៅមកដោយខ្ញុំដាក់ថាអាច dollar id ស្មើ dollar dollar pop ចាប់យក dollar pop id ហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់តែគេតែអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចដាក់ថា new okay
chẳng phải nên nhầm đặt ta khó nè chẳng phải nên khó khó lắm nè ok khó lắm nè mấy cứ dược mai mà phiền định bạn một vì snem chân chân cho tất cả ok chương trình tự bàn của nó chương insert cho tập nông cho tập nông sửa ta đồ là sửa màu mà in table user set set ý kì nhưng ai ta set first name set first name năng ở mà năng ở nhiều tịch quen này đi mà chân đồ là đi sao mà nắng con quarry quarry đồ là hay cái truth phân tích về máu a x đô la rì sao và xem kia về in update chẳng ai ta đi pro update successful error chương trình tập tạm rồi refresh chặt đạn đồ đạn đi đi má phải nhầm click nào chân bây giờ click cần cáo với trên đã update sự sự cho nhầm ta refresh chân refresh với bàn ok chân nó lại như thế nhầm cho nó hay nhầm click refresh cứ nó lên đài chúng dùng cái thuở từ lời làm mùi tiệt làm last name chúng làm last name đi cho cái này định nó chẳng này làm first chúng dùng copy copy này đặt ta last hay cái này đặt ta last name copy một tiếng control tiếng này đặt ra set
tay cái này data one này data two data three ok chân nó về nhưng thực tế đón tiếp ok cái này now update full refresh hold on maybe now update successful refresh nó lên đã chân bị ẩn bàn chân successful men phần tái và chân refresh tới từ về ok tự chạp tự chinh cái này như vừa như thế tự chạp anh ấy tự đạp lại như vừa chúng ta đi đi tràn chân tới một cái nhu cười áo nhưng refresh đi đi với chân này vừa chúng ta chân lại chân cho tôi một lại nhé đi đi cấp ném cái đặt lầm này chân cao na đi lầm cứ như ai lầm ném xích plus first name last name thì chân nó lại đi cứ như đặt first name chúng nó áo ấy là lầm nèm trên lục bị cháo ok chắc nhầm lại đây lại cả đồ lá hold nèm ok hình cách đi đây nhầm lại ha đây ok ok click out and that's successful to refresh ok mail đặt ra vì mail chứ nhưng click and browse để refresh ok vì mail nên tôi đọc máu chứ nhưng cứ click ở cái này đi đây nhưng click out I'll be active nhưng refresh tất cả bạn thì ok refresh bạn thì tại môn thua nắng nhưng mà thua delete ở dạng mùi dần chứ nó phải mình click ở trên delete click delete ở delete bạn ok bye bye.